Từ trước đến nay, mỗi khi nhắc tới Harry Kane, người hâm mộ bóng đá Anh sẽ luôn nghĩ đến những pha dứt điểm thần sầu của tiền đạo người Anh. Cùng với đó là những bàn thắng tuyệt đẹp được anh thực hiện trong mùa áo Tottenham và những pha ăn mừng bên cạnh đối tác hoàn hảo Son Heung-min ở hàng tiền đạo. Thế nhưng, ở mùa này, những hình ảnh đó đã chính thức không còn sau khi tiền đạo xuất chúng nhất bóng đá Anh chuyển đến Bayern Munich, một trong những điểm đến gây bất ngờ nhất cho người hâm mộ bóng đá Anh cũng như bóng đá thế giới. Bởi lẽ trước đó vài tháng, giới thạo tin bóng đá Anh cũng như châu Âu đã khẳng định đích đến của tiền đạo người Anh sẽ là Real Madrid chứ không phải đội bóng giàu truyền thống nhất nước Đức. Vậy sau một mùa giải chuyển đến Bayern Munich, tiền đạo người Anh đã để lại những ấn tượng gì trong lòng người hâm mộ cũng như các đồng đội ở Bayern Munich? Chúng ta biết gì về quãng thời gian trước đây của tiền đạo tài hoa nhất bóng đá Anh thời điểm hiện tại? Nhưng quan trọng nhất vẫn là câu hỏi, ở Euro diễn ra trên đất Đức vào tháng 6 năm nay, tiền đạo người Anh sẽ thi đấu như thế nào trong đội hình của huấn luyện viên Gareth Southgate? Ngay sau đây sẽ là câu trả lời cho tất cả những câu hỏi kể trên. Dù trong quãng thời gian thi đấu chuyên nghiệp của mình, hình ảnh của Harry Kane đã gắn chặt với màu áo của Tottenham Hotspur và đội tuyển Anh. Thế nhưng ít ai biết rằng, nơi khởi đầu sự nghiệp bóng đá của Anh lại không phải là đội chủ sân White Hart Lane mà lại là Arsenal, kình địch không đội trời chung của họ ở Premier League. Chính vì vậy, khi mà những tấm ảnh Harry Kane trong màu áo Arsenal được lan truyền trên mạng, rất nhiều cổ động viên Tottenham đã thích thú truyền tay nhau những tấm ảnh này trên trang mạng Twitter của mình, có xuất phát điểm là câu lạc bộ danh tiếng nhất thủ đô London thời điểm đó. Nhưng khi còn là một học viên ở lò đào tạo Arsenal, Harry Kane lại là một cầu thủ không được đánh giá cao bởi các huấn luyện viên dẫn dắt Anh. Một phần vì ở thời điểm đó, cầu thủ người Anh phải cạnh tranh với những cầu thủ nổi tiếng hơn, giàu kỹ năng hơn ở đội trẻ Arsenal. Dan Buck, huấn luyện viên của Anh ở Arsenal, từng chia sẻ như sau về quãng thời gian ở Arsenal của cậu học trò cũ trong một cuộc phỏng vấn với trang The Athletic. Đôi lúc, tôi sẽ thực hiện các bài tập với những cầu thủ U9 không được chọn lựa cho các trận đấu diễn ra vào ngày Chủ nhật. Đáng buồn thay cho Harry Kane, đây lại là buổi tập mà thằng bé góp mặt nhiều nhất. Kể cả khi được vào sân ngày Chủ nhật, nó cũng chỉ được thi đấu tối đa 5 phút. Trong khi đó, hai cậu nhóc Benik Afobe và Just Aneke thường xuyên được vào sân. Khi đó, mỗi đứa sẽ thực hiện được ít nhất 7 bàn thắng. Ở thời bóng đá hiện đại, đặc biệt là trong vòng 5 năm trở lại đây, các huấn luyện viên có thể sử dụng công nghệ cũng như các tiến bộ khoa học để tìm ra được những điểm mạnh, điểm yếu của các cầu thủ, qua đó dễ dàng tìm ra vị trí thích hợp của họ trong đội hình. Tuy nhiên ở thời của Harry Kane, những điều đó vẫn còn là chuyện viễn tưởng. Chính vì vậy mà tiền đạo người Anh thường xuyên bị đánh giá là cầu thủ không có tiềm năng bởi các ông thầy của mình. Chính vì những hạn chế khoa học ở thời đó mà khi xét đến tài năng của một cầu thủ cũng như vị trí phù hợp của cầu thủ đó, các huấn luyện viên thường chỉ tập trung vào những yếu tố như tâm lý thi đấu, kỹ năng giao tiếp trên sân cũng như khả năng học hỏi, kỹ năng đi bóng, khả năng gặp phải những chấn thương và rất nhiều những thứ khác mà họ có thể quan sát được ngay trên sân. Tiếc thay, đó lại là những thứ mà Harry Kane không thể đáp ứng được khi còn là một cầu thủ trẻ. Gặp phải những bất lợi về mặt hình thể là vậy, nhưng Harry Kane vẫn để lại ấn tượng sâu đậm cho người đồng đội cũ vì kỹ năng chơi bóng thượng thừa của anh. Cụ thể, theo Aneke, tôi nhớ có lần cậu ấy đã thực hiện thành công một pha đá chồng ngược xe đạp, một pha bóng rất khó để làm với các cầu thủ cùng tuổi. Kể từ đó, cái tên của cậu ấy đã in sâu vào tâm trí tôi. Trong một cuộc phỏng vấn với trang tin The Athletic, ông thầy cũ Dan Buck của Arsenal đã chia sẻ với trang tin này về việc Harry Kane chính là bài học lớn nhất của ông về công tác đào tạo trẻ. Cụ thể, huấn luyện viên này chia sẻ, Harry là cậu học trò dạy cho tôi nhiều nhất về công tác đào tạo trẻ, đặc biệt là với cầu thủ bị đánh giá là không có khổ hình lý tưởng cho bóng đá. Ở thời điểm đó, chẳng ai tập trung vào những cố gắng của thằng bé. Thay vào đó, họ chỉ tập trung vào những điều nó có thể làm trong phạm vi cho phép của cơ thể. Sau này, khi đã có kinh nghiệm dẫn dắt các cầu thủ trẻ, tôi mới nhận ra rằng tôi cần phải tập trung nhiều hơn vào nỗ lực của họ hơn là kỹ năng. Ở thời điểm hiện tại, thật khó có thể nói rằng Harry Kane sẽ trở thành tiền đạo tuyệt vời nhất trong lịch sử Bayern Munich, bởi anh sẽ phải cạnh tranh với rất nhiều cái tên như Gerd Müller, Robert Lewandowski. Nhưng chúng ta có thể khẳng định một điều rằng Harry Kane sẽ trở thành tiền đạo toàn diện và đa năng nhất lịch sử câu lạc bộ vùng Bavaria. Đó là những gì mà trang tin The Spiegel đã nhận định về Harry Kane sau khi chàng trai người Anh có được cú đúp vào lưới Galatasaray ở trận lượt về vòng bảng Champions League mùa này. Ở thời điểm đó, những nhận định của The Spiegel vẫn còn bị xem là thổi phồng quá mức tài năng của Harry Kane. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, chẳng ai có thể nói rằng những dòng nhận xét kể trên của The Spiegel là thổi phồng nữa sau khi nhìn vào những gì mà Harry Kane đạt được trong màu áo của Bayern Munich mùa giải qua. Cụ thể, theo thống kê của FB Rep, tiền đạo người Anh đã ghi được tổng cộng 36 bàn chỉ sau 32 trận đấu ở Bundesliga. Còn ở đấu trường Champions League, đấu trường mà tiền đạo này chỉ có thể đưa Bayern Munich đến vòng bán kết, tiền đạo người Anh đã điền tên mình lên bảng tỷ số tới 8 lần, cùng với đó là 4 pha kiến tạo sau 12 trận. Một con số đáng nể với một tiền đạo đã qua thời đỉnh cao như Harry Kane. Bên cạnh những bàn thắng tuyệt đẹp, Harry Kane còn để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người hâm mộ cũng như các nhân viên ở Bayern Munich bởi lối chơi đồng đội của mình.
Điều được thể hiện qua việc anh luôn có xu hướng dồn về để hỗ trợ các đồng đội phòng ngự, đồng thời tạo ra khoảng trống cho các cầu thủ chạy cánh ập vào. Tiêu chung lại, Harry Kane là một cầu thủ có tinh thần thi đấu tập thể rất cao, điều trái ngược hoàn toàn so với Robert Lewandowski, người luôn được đánh giá là cá nhân hơn so với Harry Kane bởi các nhân viên ở Bayern Munich. Cụ thể, một nguồn tin trong phòng thay đồ chia sẻ với The Athletic, những gì Robert Lewandowski làm được đa phần là để đánh bóng tên tuổi của anh ấy, chứ không phải vì câu lạc bộ. Tuy nhiên với Kane, chúng tôi có thể cảm nhận rõ anh ấy luôn muốn giúp đỡ toàn đội. Thực sự, anh ấy là một tấm gương sáng cho mọi người về thái độ thi đấu trên sân. Một nguồn tin khác thì khẳng định với trang The Athletic rằng huấn luyện viên Thomas Tuchel luôn trao đổi ý kiến với Harry Kane trước khi áp dụng một sơ đồ chiến thuật nào đó. Cũng theo nguồn tin này, Harry Kane là cái tên có tiếng nói giàu trọng lượng nhất trong đội, dù ít khi anh thể hiện ý kiến bản thân. Cụ thể, nguồn tin này chia sẻ, cậu ấy rất ít khi nói, nhưng một khi đã chia sẻ, mọi người lập tức lắng nghe những gì cậu ấy trao đổi. Bên cạnh những ấn tượng trong phòng thay đồ, Harry Kane cũng để lại ấn tượng tốt trong lòng các cổ động viên Bayern Munich vì sự thân thiện của mình. Cụ thể, theo một nguồn tin trong phòng thay đồ, Harry Kane là một cầu thủ hiền lành, dễ mến, một cầu thủ luôn sẵn sàng chụp ảnh selfie với người hâm mộ hoặc ký tặng họ. Thậm chí, cậu ấy sẵn sàng thực hiện hàng tá buổi họp báo sau trận với các nhà đài có bản quyền với chúng tôi mỗi tuần. Dù còn vài tuần nữa, Euro 2024 mới chính thức khởi tranh. Thế nhưng từ tháng 3 năm nay, người hâm mộ bóng đá Anh cũng như truyền thông bóng đá đảo quốc sương mù đã đặt ra câu hỏi về vị trí của Harry Kane trong đội hình của đội tuyển Anh tham dự kỳ Euro năm nay trên đất Đức. Trong số những phương án được đưa ra ở thời điểm đó, có lẽ phương án của Alan Shearer là phương án thú vị nhất. Cụ thể, trong một bài phân tích về vị trí thích hợp nhất cho Harry Kane trong đội hình tam sư ở kỳ Euro năm nay, cựu tiền đạo huyền thoại của Newcastle United cũng như đội tuyển Anh đã chia sẻ một phát kiến, đó là để Ollie Watkins vào vị trí tiền đạo cắm. Khi đó, theo huyền thoại người Anh, Harry Kane sẽ có thể lui về vị trí số 10 sở trường của mình. Cụ thể, Alan Shearer chia sẻ trong bài viết của mình, theo tôi, Gareth Southgate nên để Ollie Watkins thi đấu ở vị trí trung phong. Khi đó, Harry Kane sẽ có thể dạt về vị trí số 10 sở trường của mình. Cuối cùng ở hàng tiền vệ, Jude Bellingham sẽ được để về vị trí tiền vệ lùi sâu bên cạnh Declan Rice. Cuối cùng, ở vị trí cánh, Phil Foden và Bukayo Saka sẽ là hai lựa chọn của tôi. Dù khẳng định ở phần cuối bài viết rằng việc để Ollie Watkins thi đấu ở vị trí cao nhất trên hàng công không phải là điều gì đó quá điên rồ, đồng thời khẳng định rằng phương án này sẽ là phương án hữu hiệu nhất cho đội tuyển Anh ở kỳ Euro năm nay. Nhưng huyền thoại người Anh cũng cho rằng khả năng huấn luyện viên Gareth Southgate áp dụng phương án này của ông là rất thấp. Cụ thể, Alan Shearer chia sẻ, theo tôi, việc để Ollie Watkins thi đấu ở vị trí trung phong không phải là điều gì đó quá điên rồ. Dù vậy, khả năng Gareth Southgate sử dụng phương án này của tôi là rất thấp.